Và như vậy là trọng tài Ngải Khôn đã đổi gương hai cuộc ở trận đấu tại Thái Lan đã đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Pha can thiệp của Bùi Tiến Dũng. Lúc đấy anh mang áo số 17, giai đoạn mà Man City mới trở lại với Premier League. Đường chuyền của Lỗ Thanh Thịnh. Trọng tài lại bị đau. Bác sĩ Choi cùng với bác sĩ Tuấn là những người luôn vào sân để chăm sóc cho cao thủ. Chúng ta xem lại pha va chạm giữa Trọng Đại và Tào Vĩnh Canh. Rất nhịp nhàng, căng ngang. Tôn Chí Nghị cũng chơi tay anh cho Crystal Palace. U20 Việt Nam thay người. Trọng tài chấn thương là điều rất đáng tiếc khi anh đang có phong độ cao. Một tình huống mà thủ môn Trần Huy đã phải rời cầu môn. Nỗ lực Việt Hưng. Chiều Việt Hưng. Việt Hưng đang thi đấu nổi bật ở khu vực giữa sân với khả năng điều tiết rất tốt. Huỳnh Tấn Sinh. Trong ba trung vệ của U22 Việt Nam thì Tấn Sinh thi đấu bên phải, Bùi Tiến Dũng ở giữa, bên trái là Đức Chiến. Dứt điểm. Wow. 1-0 cho U22 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đã phát huy được sự thanh thoát trong những pha phối hợp. Không phải lúc nào cũng đẩy tốc độ lên, tuy nhiên chơi gắn bó rất có nét. Một pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống tấn công vào cánh trái của đội bạn, hoàn toàn không việt vị. Pha thoát đi rất nhanh nhẹn. Một pha lên biên của cầu thủ đá cánh phải Hồ Tấn Tài. Và Tiến Linh đã chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình. Cầu thủ của ông Vũ Sĩ Linh đang có những khó khăn trong việc nhập cuộc. Pha xử lý không chính xác. Tình huống xử lý của đội trưởng Lý Dương. Thời điểm thi đấu cho Man City thì Tôn Kế Hải, người mà khi đó chúng ta vẫn gọi là Sun Ji 2, là một hậu biên chơi tốt cả tấn công cũng như phòng ngự. Đến bây giờ Trung Quốc có mặt ở một cúp cấp duy nhất, đó là World Cup năm 2002. World Cup 2002 cũng là giải đấu đáng nhớ của câu lạc bộ Quy Linh và Park Seo khi đội chủ nhà Hàn Quốc lọt vào bán kết. Pha xử lý của Trọng Hùng. Sút bóng. Cú đá của Thái Quý. Cầu thủ mới vào sân thay cho Trọng Đại. Chơi cho Crystal Palace. Lý Thiết ở Everton và Tôn Kế Hải ở Man City. Pha tấn công rất nguy hiểm đâm thẳng vòng cấm của đội Việt Nam. Đó là pha xử lý của Lưu Nhã Phiến. Lưu Nhã Phiến đã bị đau. Tình huống theo người không tốt. Bùi Tiến Dũng đã có một pha theo người không được kín kẽ.
Cầu thủ Trọng Hùng của Thanh Hóa đang là mũi tấn công bên cánh trái của U22 Việt Nam. Vị trí mạnh vẫn chơi ở Thanh Hóa. Có ý định phát sóng sau khi đăng ký có thể tiếp phát nguyên trạng trận đấu ngày hôm nay. Cùng thì đã kịp phá bóng, đó là Đức Chiến, cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Viettel. Pha va chạm giữa Trọng Hùng và đội trưởng Lý Dương. Cần phải cảnh giác với những pha can lướt của các tiền đạo Trung Quốc. Đường chuyền vào của Trương Lam Phong. Rất mềm mại, thanh thịnh. Pha xử lý quen thuộc của Trọng Hùng. Có mặt ở bên cánh trái và dứt điểm bằng chân phải. Việt Hưng. Năm ngoái tại ASEAN 18, U23 Trung Quốc lọt vào 16 đội và thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-4. Rất hay. Hồ Tấn Tài không thể dứt điểm. Pha treo bóng. Tiến Linh bị đau. Vũ Tiến Linh vẫn đang chơi có thể nói là khá nhạt nhòa. Pha va chạm đã khiến cho Tiến Linh bị đau. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. U22 Việt Nam thay 3 cầu thủ. Sút bóng không vào. Bóng đi chạy cầu môn. Phá dứt điểm của Ngô Hồng Phước, cầu thủ của An Giang. Tình huống đi bóng nỗ lực của tiền đạo Khoa An Giang Ngô Hồng Phước và tập trung với nhau. Huấn luyện viên Park Seo muốn tạo ra một lực lượng dày có sự kế thừa, thay thế ngay khi cần thiết. Hết sức nguy hiểm. Đường chuyền vào của Trần Bân Bân. Văn Toàn vừa rồi đã mất phương hướng. Người đã dứt điểm là Hoàng Sấm. AFC Champions League. Cầu thủ Hà Nội đã khởi đầu trận đấu rất tốt, tuy nhiên sau đó đã bị đuối sức. Việt Hưng đã rời sân và lúc này Hồ Tấn Tài là đội trưởng của U22 Việt Nam. Rất tốt! Một cú ra chân trái rất nhanh không cần nhiều đà. Đó lại là một pha xử lý của tiền đạo Hồng Phước. An Giang từng là đội bóng mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều năm thi đấu tại giảng dưới, An Giang đã từng lên chơi V-League một mùa. Chúng ta xem lại pha bóng rất hay. Như vậy lúc này Tiến Linh vẫn đang có mặt trên sân. Áp sát cầu môn. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Vâng, chúng tôi vừa nhắc là Tiến Linh vẫn có mặt trên sân và chưa kịp nói là anh đã chơi, có thể nói không xuất hiện được nhiều từ hiệp 2. Thì anh đã lại có mặt và ghi bàn. Tiến Linh đã lập cú đúp giúp cho Việt Nam đang dẫn trước U22 Trung Quốc của ông Vũ Tiến Linh với tỷ số 2-0.
Lại là một pha lên biên của Hồ Tấn Tài. Tiến Linh đã ghi được hai bàn thắng đều do những pha dâng cao kiến tạo của Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ Bình Dương rất hiểu nhau. Đó cũng là những người nhiều kinh nghiệm nhất của U22 vào lúc này. Hôm qua đội tuyển Hàn Quốc đã gặp lại Vui Gia Đình trên sân tập và rất xúc động. Cú đá nguy hiểm, liên tục những pha dứt điểm. Một pha bóng có nét hiếm hoi của cao thủ Trung Quốc. Ba mũi công của U22 Việt Nam. Sút bóng. Cú đá rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của Đoàn Lưu Ngu. Thủ đá phạt góc là Tào Vĩnh Canh. Tuyến hai dứt điểm. Thêm một pha sút bóng. Nhâm Mạnh Dũng của Viettel là một cầu thủ tấn công. Trong ba cầu thủ mới vào sân thì có hai cầu thủ của Nam Định. Đây là Trịnh Bân Bân, cầu thủ đá cánh trái của U22 Trung Quốc. Cú đá chim. Không vào. Đó là những tình huống mà chúng ta đã biết trước. Đường chuyền điểm rơi. Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh rời sân. Cú đá không thật sự nguy hiểm. Pha xử lý Hoàng Đức. Pha phản công. Có cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Người bóng coi là thầy và đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất đẹp. Trọng tài Ngải Khôn đã nổi tiếng qua bán cuộc. Chúng ta đã có thêm một tin vui. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trên đất Trung Quốc. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. Và thêm một lần chúng ta thấy sự khiêm tốn của Vang Sơ.